Liên quan tới hai vụ chìm tàu câu mực khiến 13 ngư dân Quảng Nam mất tích ở Trường Sa, sau nhiều ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng vẫn chưa phát hiện được thêm ngư dân nào mất tích của hai tàu chìm ở khu vực đảo Song Tử Tây. Công tác tìm kiếm 13 ngư dân đã kết thúc. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam cho biết vào lúc 11 giờ 25 phút ngày 22 tháng 10, tàu cảnh sát biển 8002 kết thúc tìm kiếm cứu nạn, được lệnh di chuyển cứu nạn và chở một ngư dân của tàu cá tỉnh Quảng Ngãi bị tai biến về đất liền, đồng thời bàn giao công tác chỉ huy tìm kiếm cứu nạn tại hiện trường cho tàu KN471 tiếp tục tìm kiếm. Lúc 18 giờ, các tàu vùng 4 Hải quân cũng đã kết thúc tìm kiếm 13 ngư dân còn mất tích của hai tàu chìm.